Alo, cả nhà của mình cùng các bạn. Sáng nay mình được ở nhà nè. Mình mới đọc kinh xong và cầu nguyện cho mọi người được cái mùa COVID, Corona này nó sớm được khó thoát khỏi không. Mà hôm nay được ở nhà. Cho nên á, các bạn biết á, mình không thiếu thứ gì hết. Nhưng mà dù có không thiếu cái thứ gì, nhưng mà mình nói cho các bạn nghe là mình làm gì mình cũng phải biết tiết kiệm cho nó quen. Cái món ăn của mình á, mà mình nấu một cái nồi canh của mình á, là nồi canh rau khoai, rau lang á các bạn. Mà cái canh rau lang đó là mình nấu với lại một chén tôm. Cái đây ngày hôm qua, hôm kia, tối hôm kia mình nấu. Thì cái canh này á, mình để mình ăn hết rau rồi mình còn canh mình vẫn để lại. Mà đến ngày hôm nay mình vẫn tận dụng được luôn á các bạn. Rồi ban đầu mình cũng không có không không biết ngày hôm nay mình ăn gì đây. Cái mình lấy trong tủ lạnh ra, đây mình quay cho các bạn coi. Đó cũng còn một miếng canh đó mà mình cũng biết tận dụng để mình ăn cho ngày mới nữa. Rồi cái là bắt đầu mình nấu lên đó, mình mới nấu lên thì nấu cái nồi canh nó vừa sôi lên thì bỏ vô cái canh đó. Bây giờ mình chế lại là mình nấu món canh cái quả nó kêu quả gì ta, quả bí bí đao. Đi chùa mình đi chùa các bạn, cái sư cô cho mình nửa nửa một một khúc bí đao mà lâu lắm rồi, cách đây 2 tuần rồi. Mà miếng bí đao này để ở ngoài này mình không có để trong tủ lạnh, nhưng mà để miết mà nó cắt từ trên cây xuống đó các bạn, để 2 tuần rồi mà nó không hư trơn á. Cái mình mới 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 cái mới cách đây mấy ngày rồi, cái mình lấy cái miếng bí đao, nửa khúc bí đao nó ra, cái mình cắt đi, cái mình làm khúc 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 mình bỏ vào tủ lạnh. Cái ngày hôm nay mình nhớ ra, mình kêu bây giờ mình ăn gì mà mình là thích ăn là bí đao này, hoặc rau khoai này, hay là rau củ quả là mình thích. Cái mình tận dụng cái canh mà cách đây 2 ngày mình nấu mình ăn mà vẫn còn dư, cái bắt đầu cái mình ném mình nó không hư gì trơn á, nó ngon lành vậy đó. Cái mà không còn rau nữa, bây giờ còn nước với lại tôm thôi à. Cái mình mới đem miếng bí đao đó ra thì cắt mấy ngày hôm nay bỏ tủ lạnh rồi. Hôm nay mình chia sẻ lên đây cho các bạn cùng xem là hôm nay cũng là món cũ mà nó cũng thành món mới. Mình biết chế thì nó thành mới à, mà nó cũng tận dụng cho mình được một cái ngày mới, mình có món ăn mới nữa. Cái mình đem mình lấy cua với lại bí đao mà chùa cái cô Nico đó cho mình. Cái mình bỏ bí đao lên đây, bỏ vô mình nấu đây nè, coi quay cho các bạn coi nè. Đây đây là cái món ăn của mình nè chắc các bạn. Mình nấu cái mình tận dụng cái canh phải không, bây giờ nó đang còn nóng rang à, nên là mình nói chuyện cho các bạn xong rồi nó nguội là mình ăn là vừa. Cái mình đem cua, mình mua một 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 bao cua, bên này là người ta làm sẵn cua vậy nè các bạn. Nhưng mà giờ mình có nước, cái nước mà cách đây 2 ngày là cái nước canh đó mình lấy mình ăn hết rau rồi, còn canh mình còn canh không à, với lại tôm. Thế mình mới lấy cái bí đao này nè, mà chùa cho một miếng nửa trái vậy đó nha, nửa trái bí đao này các bạn, mà hả để 2 tuần hơn rồi đó mà hắn vẫn còn tươi rói gì đó, hay chưa, cắt từ trên cây xuống ở cả nhà cùng các bạn. Cái mình lấy một khúc cua này ra, mình bỏ vô cái nồi nước còn còn lại mấy ngày nay ăn chưa có hết. Nhưng bắt đầu mình bỏ cái này vô để mình lấy mình nấu trong cái nước lèo đó cho nó ngọt hơn nữa. Mình lấy bí đao này mình bỏ vô cái mình nấu, rồi bây giờ mình ăn một món ăn mới. Các bạn thấy mình Nguyễn Ngọc Ganh chia sẻ lên cái món ăn nó vừa là tiện tặng, có nghĩa là nó không có phí. Ví dụ như các bạn khác hay là kể cả người nhà của mình cũng vậy, ăn á, nấu xong rồi á cái là bắt đầu cái dư dư cái đem ra đổ đó. Còn riêng mi Nguyễn Ngọc Danh là không bao giờ đổ, có nghĩa là món ăn nào mà nó hư kia mình mới đổ, còn món ăn nào mà nó dù nó có 2 ngày trước nó vẫn còn tiện tặng được thì mình vẫn lấy cái món ăn đó mình nấu qua ngày mới mình ăn nó cũng ngon quá trời. Nhất là cái món canh mình canh này á, hồi nãy mình nếm á, cái nước của nó ngon, mà nó ngon còn hơn mình mới nấu nữa, nó thấm á các bạn, nó ngon mà nó ngon kiểu đặc 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 gì đó. Cái mình lấy cua này mình bỏ vô mình nấu. Đây bây giờ mình nấu nấu mấy cái cua này. Bây giờ mình bưng cái tô này ra. Thì mình ăn bây giờ ăn trên cái tô canh này.
mình ăn xong cái cơm với lại cái này kêu là cái củ gì nãy mình nói này, ngon lắm. Rau khoai này các bạn thấy không, rau lang mình ăn hết trơn rồi nè, quay cho các bạn coi nè, mình ăn hết trơn rồi. Hôm nay mình lấy cái nước mình tặng tận dụng cái nước nước lèo của nó nấu với tôm á, các bạn còn ngon, mình bỏ vào chút xíu ruốc nữa, trời ơi, cái nước lèo nó ngon dễ ăn luôn nhé. Đây bây giờ mình vớt cái miếng cua này ra, mình để ngoài này mình ăn xong cái tô cơm này, xong mình ăn cái cua, ăn cua này với đây riêng mình là mình ăn vậy đây, giờ cả nhà của các bạn đó, trong nhà của các bạn thấy món ăn của Minh Nguyễn Ngọc Anh không, nó rất là đơn giản, với mình không có cầu kỳ như những ai nghĩ là mình cầu kỳ hay là nhà mình dư giả hay là như thế nào nào nha. Tất nhiên là nhà mình dư giả, nhưng mà cái gì vì sao mà nó dư giả, có nghĩa là mình biết tận dụng, mình biết tiết kiệm thì nó mới dư giả được. Còn những người mà đã không không có rồi mà không biết tận dụng, mà không biết tiết kiệm thì làm sao mà nó dư ra được. Thì đó, cả nhà của bạn thấy hôm nay mình chia sẻ cái món ăn của mình á, mình không cần nấu lên nhiều, mình chỉ rửa cái cua này xong mình bỏ vô cái nước mà nước lèo, nước canh mà 2 ngày còn lại á, mình bỏ vô đó, trời ơi, cái nước canh đó nó thấm ngon vậy sợ. Tại vì trong cái nước canh đó mình có bỏ mắm ruốc mà nó ngon lắm. Ở nhà của bạn thấy không? Cái tô canh của Mỹ Nguyễn mà giờ đi mấy bữa đi chùa là đi chùa cái cô cho nữa cái miếng bi đao đó, mà cũng vẫn tận dụng cái để dành miết đó, không phải là dành mình ăn không có hết, có nghĩa là ăn hết cái rau này đến rau khác, rồi đến khi bây giờ cái mình mới 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 mới, mới, mới nhớ ra là hôm nay mình ăn cái gì, cái bắt đầu mình mới lấy cua mình mình bỏ vô, bây giờ ăn cái tô cơm này đây, nó còn đang nóng rang à, nóng lắm. Rồi mình lấy cái tiêu á các bạn, mình lấy tiêu mình bỏ xíu xíu mì chính vô cái chén tiêu này nè, đây đây này các bạn, đây mình lấy mình bỏ vô cái chén tiêu này, bỏ bắt vô đây xíu chanh, xíu nữa mình ăn cái cua này với lại chén này, cái trong cái chén này là muối tiêu chanh đó, mình ăn với cua này. Các bạn thấy món ăn của mình quay lên nó rất là đơn giản, mình nấu đơn giản hình như là cái nước canh nó còn, mình bật lửa lên mình nấu chỉ có mấy phút cái nó đã xong rồi, cái mình cho mấy cái miếng bí đao này vô là vì mấy bữa mình làm sẵn rồi, cả nhà cùng các bạn mình nấu sẵn rồi đó. Cái hôm nay cái mình chia sẻ cho cả nhà cùng các bạn xem là món ăn của Minh Nguyễn nó không có cầu kỳ, mà mình nói tiếng là mình nói cua tưởng đâu như là ăn sang trọng lắm. Tất nhiên là món ăn cua thì nó cũng sang trọng, nhưng mà thực sự là tính ra mà mình làm có một khúc này thì đâu có nhiều tiền đâu, mình mua một bao vậy đó, rất là nhiều, một bao to vậy đó, mà nó để coi thử nó có 15 đồng, 15 euro thì nó chỉ là 300 mấy ngàn tiền Việt Nam, nhưng mà một bao to vậy đó mình ăn hầu như mấy tuần chưa hết, tại vì tuần này á mình thích ăn như vậy, hôm nay cái rồi mình ngưng lại, cái bắt đầu mình ăn cái món khác, vào tuần khác mình ăn món khác, cái ngày khác mình ăn món khác, cho nên là cái những cái trong tủ lạnh của Minh Nguyễn Ngọc Danh là khi nào nó cũng đầy những cái thức ăn còn ở trong tủ lạnh, là vì tủ lạnh nhà Minh Nguyễn Ngọc Danh nó rất là lớn, nó cái tủ lạnh nó to như là cái nhà hàng của ta bán mua tủ lạnh mà nó 2 ngăn đá các bạn, nên mình hay mua đồ bỏ xuống ngăn đá, tại vì bên Đức á, nó không có cái chợ mà như Việt Nam mình là bán đồ tươi, toàn là đồ đông lạnh không à, mua bất cứ cái gì cũng là đông lạnh hết, còn muốn đi xa mà mua thì nó xa xa một khơi nó mới mua được cái đồ mà tươi như mình, mà cái nước khác chứ không phải là nước Đức, cho nên ở tại nước Đức thì ăn đông lạnh nha. Nên các bạn cùng cái nhà của mình thấy á, hôm nay thì Minh Nguyễn Ngọc Danh ngủ dậy thì sáng nay ngủ dậy cũng đọc kinh và cầu nguyện cho tất cả thế giới châu Âu châu Á được bình yên, rồi có cầu cho một cái người kia kìa, cái ông kia hồi xưa mình ở, mình qua đây mình ở, mình qua đây cái ông chú đó là ổng là người hàng xóm thôi, mà chồng mình đi đi làm rồi lúc đó mình bị trật cái tay vậy, mà ông tội dễ sợ, ông nhiệt tình mà ông người Đức nha,
ổng nhiệt tình lắm, cả nhà của bạn ổng chở mình đi bác sĩ, xong rồi ha đi 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 chụp phim chụp đồ là ổng một tay ổng ổng lo hết luôn á. Mà tội với sợ ổng là chỉ là bà hàng xóm thôi vậy đó, mà hôm nay tự nhiên nghe chồng mình với chồng mình là chia tay rồi, không có sống nhau được, không có sống với nhau nữa. Nhưng mà chồng mình vẫn báo cho mình biết là hôm nay cái ông hàng xóm đó ổng đã qua đời rồi, cho nên sáng nay vừa ngủ dậy nghe cái tin dậy khóc quá trời luôn, giờ mắt không biết có bực bực. Xong rồi đọc kinh cho họ nữa, tại vì mình mà quen biết ai á thì mình đọc kinh đó các bạn. Mình phải quay diên ri mới đúng đúng không, xin lỗi nha, hồi nãy mình quay cái máy ngược thì khi mình quay như vậy thì mình quay lại đúng không ta, mình quay như vậy, hồi nãy quay như vậy ha, thì bây giờ mình quay ngược như vậy hay là sao, vậy đúng hơn hay chưa? Nếu mà mình Minh Nguyễn Học Giang mà có quay nó cái hơi sai sai chút xíu, cả nhà của bạn bỏ qua chút xíu nghe, tại vì Minh Nguyễn Học Giang không có đánh trành về quay máy quay nhiều, nên là hôm nay cũng cũng chia sẻ với bạn muốn ăn. Nhưng mà luôn dịp nói lên là hồi nãy mình có đọc kinh, mình cầu cho cái chú đó, cái ông chú đó hàng xóm mà người Đức nha, cái ổng tội lắm, nhiệt tình với sợ mà sáng nay nghe nghe là ổng ổng qua đời rồi, tội với sợ mình khóc quá trời. Hồi nãy đọc kinh cầu nguyện cho ổng á được siêu thoát, tất cả mình cầu nguyện rất là nhiều chứ không riêng cái chú này, nhưng mà sáng nay được nghe cái tin của ổng là ổng qua đời nên mình phải cầu nguyện luôn. Tội với sợ bởi những người mà họ tốt đó, các bạn, những người mà họ hiền lành thành như họ, họ chết sớm hay sao á, thiệt sự luôn á, đúng không cả nhà của các bạn? Tội nhiệt tình dễ sợ luôn. Mà nhà mình với nhà nhà chú đó xa, hồi xưa ở bên kia thì nhà ở ở ở gần nhau, mà bây giờ mình ở bên này với cách 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 xa lắm, 600-700 cây số mới tới, chứ nếu mà gần thì mình chắc mình lên mình đi đi tang chổng hay là đi qua chúc chổng một bó hoa hay như thế nào đó. Mà thôi sáng nay cũng ngủ dậy đọc kinh cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Tất cả ai mà qua đời thì những người mà nào mà mình biết đó các bạn, mà họ qua đời thì mình luôn là đọc kinh cho họ, họ được siêu thoát đó các bạn, cầu xin về với cõi trời của Phật, hoặc là ai ở bên Chúa thì họ về với cõi Chúa của họ vậy đó. Và mấy người học gan hôm nay chia sẻ món ăn luôn cho các bạn xem cái món ăn của mình. À hôm nay mình nói lên cho các bạn biết là cái YouTube của mình á, thì mình làm mình có hai cái YouTube luôn nha các bạn, cùng cả nhà. Nếu các bạn cùng cả nhà của mình tất cả các mọi nơi mà lên cái chương trình này á, mà Minh Nguyễn Học Gan là có hai cái YouTube, lý do sao là một cái YouTube đó là Minh Nguyễn đánh nhạc tự bản sang thân Minh Nguyễn Học Gan đánh nhạc, mà cái YouTube đó là Minh Nguyễn Học Gan rồi chấm rồi không phải Minh Nguyễn Học Gan rồi đến cái VN nữa nghe, không có chấm nha các bạn, là các bạn lên đó là coi được cái những cái âm nhạc của mình tự đánh mà chưa từng học nhạc và cũng chưa từng học một cái nốt nhạc nào, nhưng khi mà nghe cái CD hay là nghe ai nhạc ai hát hay là mình thích cái bản nhạc đó, cả nhà cùng các bạn, là mình lên là mình sẽ đánh được ngay cái bản nhạc đó liền. Nhưng mà trừ một cái là cái nhạc rock hay là nhạc nhạc lương hay là hát bội hát chèo rồi thì là không biết đánh thôi nha. Giờ cho tiền tỷ cũng không biết đánh thiệt sự luôn á. Nhưng mà những cái nhạc nào mà mình mà đánh được á, là cái những cái nhạc đó là mình thích, là cái nhạc như là romantic trữ tình rồi đó là mình mới đánh được nha. Nhiều lắm, hình như là mỗi ca sĩ nào mình cũng chọn được một cái bản nhạc của ca sĩ đó, nhưng mà nếu ca sĩ nào mà hát hát về hát lương rồi là không không có chọn được thôi. Vậy thì hôm nay mình nghĩ chia sẻ lên đây cho cả nhà cùng các bạn xem, hôm nay không phải là cuối tuần mà là đầu tuần, thì chúc cho cả nhà cùng các bạn ngày nào cũng được vui hạnh phúc và sức khỏe dồi dào nha. Và các bạn có xem mà bên Minh Nguyễn Học Gan thì bên chương trình này là Minh Nguyễn nấu ăn một cái món gì đó thì Minh Nguyễn nấu nấu lên thì chia sẻ lên cho cả nhà cùng các bạn cùng xem, và hôm nay Minh Nguyễn làm cái gì thì để cho cả nhà cùng các bạn cùng xem để biết là Minh Nguyễn hôm nay nó nấu món này nè, món này nè, rồi ngày mai nấu món kia nè, rồi lên để mà chia sẻ cho cả nhà cùng các bạn cùng xem để chia sẻ nỗi vui vui nỗi vui cho các bạn niềm vui và hạnh phúc. Thì các bạn có thấy cái YouTube của Minh Nguyễn Organ mà có thú vị thì cho Minh Nguyễn một cái đăng ký nha, và nhớ chia sẻ cho mọi người
các bạn khác cùng xem với, trong các bạn khác có một cái những cái cách mà nấu ăn của mình nó cũng đơn giản và dễ nấu nữa, để chia sẻ lên cho cả nhà cùng các bạn cùng xem. Thôi bây giờ mình bị nguyện ăn đây, chúc cả nhà của các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc và là luôn luôn là sức khỏe dồi dào nha. Chào, Rồi. see you next video, have a nice day, every day, have a nice every day. Nice day. Rồi mình nghỉ ăn nha, bây giờ mình nghỉ tắt cái khúc này nha. Hẹn gặp lại cả nhà cùng các bạn của mình nha. See you next video. Cho mình nghỉ cái đăng ký nữa nha, cả nhà cùng các bạn.